Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Olala Kiwi Kiwin TV. Chúc mọi người ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay kênh Olala sẽ chia sẻ cho mọi người hai vấn đề. Thứ nhất đó là 10 câu nói của cổ nhân giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ hai, phần thứ hai là sẽ có bốn điều rất là quan trọng giúp cho một gia đình hưng thịnh. Điều đó bạn có biết chưa? Bốn điều đó bạn biết chưa? Phần thứ nhất đó là 10 câu nói của cổ nhân giúp bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ nhất, cuộc sống luôn có những khó khăn không lường trước. Chúng ta không nên làm việc xấu mà cần có sự phòng bị tốt nhất cho bản thân. Tâm trí và lòng dạ con người rất là phức tạp và khó đoán. Chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho bản thân là điều quan trọng và rất đúng. Điều thứ hai, hãy thận trọng trong lời nói và việc làm của mình. Suy nghĩ chín chắn khi làm việc gì. Lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Biết lắng nghe và đừng để kẻ có ý đồ xấu tiếp tay. Thứ ba, đó là biết trân quý nhưng cũng sẵn sàng buông bỏ. Phải có lòng chân thành, nhấn mạnh tình cảm và quyết tâm từ bỏ. Đừng vướng vào những người không chân thành, không giữ lại tình cảm không đáng có. Thứ tư, ngồi thiền tĩnh lặng, nghĩ về bản thân và đừng nghĩ về những người khác. Chỉ khi bạn suy nghĩ về những thiếu sót của riêng bạn, bạn có thể nhìn thấy những sai lầm của bạn. Đừng nhàn rỗi và nói chuyện với những người khác. Nếu bạn có điều gì muốn nói trong với họ, đừng bao giờ nói chuyện sau lưng họ. Thứ năm, hãy cởi mở, đừng thân phiền, tham lam tiền bạc. Không tranh luận về những vấn đề tầm thường, ảnh hưởng đến tâm trạng và làm tổn thương tình cảm, tính toán tiền bạc, dễ hủy hoại tính cách và để lại tiếng tăm. Thứ sáu, hãy biết ơn nếu được người khác giúp đỡ. Nếu cố gắng được, hãy hạn chế nhờ vả. Tính tình tốt 26, ai cũng thấy được. Biết đền ơn đáp nghĩa, lương tâm hướng thiện. Thứ bảy, học cách bằng lòng. Luôn có những người không giỏi bằng bạn và có những người giỏi hơn bạn. Khi bạn phàn nàn về thức ăn của bạn không tốt thì vẫn còn có những người không có đủ đồ ăn. Khi bạn khoe rằng bạn có tiền, có những người có nhiều tiền hơn bạn. Thứ tám, cảm ơn tất cả những người bạn đã gặp. Họ đã dạy bạn những khóa học khác nhau. Những người yêu thương bạn dạy bạn biết yêu thương và trân trọng. Những người làm tổn thương bạn dạy bạn trở nên mạnh mẽ và biết cách đề phòng. Thứ chín, dựa vào mình bạn sẽ chủ động hơn việc dựa vào trời đất hoặc là cha mẹ. Dựa vào bản thân sẽ hơn dựa vào sự lừa lọc dân xảo. Chỉ bằng cách sống của chính mình bạn mới có thể thanh thản tâm hồn trong thời gian dài. Làm việc có tính cách, bạn mới có thể có một trái tim trong sáng. Thứ 10, cuộc đời là vô thường và đời người ngắn ngủi. Được sống là một điều may mắn. Đừng gây phiền phức cho người khác. Hãy cứ để có thể bao dung. Yêu nếu muốn, xem nếu muốn. Đừng để lại những tiếc nuối cho bản thân. Trên đây là chia sẻ về 10 lời dạy lời của cổ nhân giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Phần thứ hai đó là có 4 điều mà giúp cho gia đình hưng thịnh. Bạn có biết điều đó, 4 điều đó chưa? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Thì ai cũng khao khát một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc gia đình không phải là kết quả của sự cố gắng của một người, mà phụ thuộc vào sự chung tay quản lý của cả gia đình, tức là cả vợ và chồng, con cái, những người xung quanh thân thiết của mình. Thực tế điều mà giúp gia đình cũng giống như điều hành nghiệp. Chỉ cần bạn chú ý là công việc làm ăn sẽ ngày càng tốt đẹp thịnh vượng, gia đình như ý sẽ tốt hơn. Một gia đình hạnh phúc thường có 4 điều này. Ông bà ta đã thể hiện điều đó bằng câu: có 4 điều thì nhà mới thịnh. 4 điều này có ý nghĩa như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi trong video này. Thứ nhất đó là anh em chung sống hòa thuận. Một gia đình có được sự thịnh vượng và phát đạt liên tục hay không cũng liên quan rất nhiều đến việc các thành viên trong gia đình có hòa thuận hay không. Người xưa rất coi trọng việc nối dõi tông đường. Nếu sinh nhiều con kế thì vượng phu ít tử, nhưng lại có chuyện thị phi. Nếu anh chị em rất hòa thuận thì không sao. Nếu anh chị tranh giành quyền lợi và tài sản của gia đình thì chỉ khiến gia đình tan nát. Chúng ta thường thấy những điều như vậy. Vì vậy, anh em chung sống hòa thuận với nhau là nguyên nhân quan trọng làm nên sự hưng thịnh của gia đình. Điều thứ hai giúp cho gia đình hưng thịnh đó là vợ chồng chung sống hòa thuận.
Trong một gia đình, tình cảm vợ chồng hòa thuận là cơ sở cho sự hưng thịnh của cả gia đình. Chúng ta có thể nhìn vào những người thành công. Hầu hết họ đều có một người vợ đức hạnh làm hậu thuẫn cho họ, người chồng chăm chỉ làm ăn bên ngoài, người vợ ở nhà chăm sóc con cái, giao thảo chu đáo, việc nhà đảm đang, chồng không phải lo lắng gì cả. Sau một ngày bận rộn bên ngoài, trở về nhà, một bức tranh đầm ấm, một gia đình hạnh phúc bên nhau, tâm trạng sẽ thoải mái biết bao. Ngược lại, nếu trở về nhà trong lòng rối bời, không được yên tĩnh nghỉ ngơi, ồn ào náo nhiệt hơn cả bên ngoài, đối mặt với một gia đình như vậy, thể chất và tinh thần đều bị ảnh hưởng xấu. Điều thứ ba, đó là phong cách gia đình tốt. Được hiểu như thế này, gia đình nề nếp cũng rất là quan trọng. Chúng ta đều biết rằng Tăng Bút Thiên là một trong những người thành công nhất trong lịch sử. Gia phong tốt có thể làm cho con cháu thịnh vượng lâu dài. Điều quý giá nhất để lại cho thế hệ mai sau không phải là nhiều của cả, mà là gia phong tốt. Của cả sớm muộn gì cũng sẽ bị phung phí, nhưng một gia đình nề nếp có thể duy trì sự phát triển lâu giờ của một gia tộc. Nề nếp gia đình tốt cho phép các thế hệ tương lai thiết lập một cái nhìn đúng đắn về giá trị cuộc sống, đồng thời ngăn họ đi chệch hướng và sai lầm. Điều thứ tư, đó là không có thói quen xấu. Chúng ta đều biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc đã bị nặng cờ bạc làm hại. Một khi đã nghiện cờ bạc thì rất là khó bỏ, chỉ cần lún cần sâu, không thể tự thoát ra được. Cờ bạc là một cái hố sâu không đáy, không có tiền là đủ thua, thắng thì muốn thắng thêm, thua thì lộn xộn muốn lật ngược thế cờ. Cuối cùng thì bạn cần mất nhiều hơn. Phải xem đây đó một điều cảnh báo. Vì vậy những người bạn cờ bạc đó nên rời bàn cờ bạc sớm, nếu không cuối cùng sẽ bị thiệt hại. Rượu bia cũng vậy, uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe là điều quan trọng nhất. Rượu sẽ làm tê liệt bộ não của chúng ta và làm cho chúng ta mất đi động lực của bản thân. Hằng ngày hay trong thế giới mà chúng ta say xỉn, làm sao chúng ta có thể làm việc chăm chỉ và làm sao chúng ta có thể đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc, gia đình phát đạt được. Trong một gia đình, nếu tính được cả bốn điều này thì xin chúc mừng gia đình bạn. Gia đình bạn sẽ rất là hạnh phúc. Thật ra cuộc đời rất là ngắn ngủi, chúng ta không phải kỳ vọng quá nhiều. Chỉ cần gia đình hạnh phúc, chung sống hòa thuận, đẹp đẽ là chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi. Thành công lớn nhất của cuộc đời là thành công của gia đình, và hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là hạnh phúc của gia đình. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Alo, tiếp theo mình sẽ chia sẻ là trong cuộc đời mình có bốn người gần gũi bạn nhất, nhất định sẽ là tạo nên sự thành bại của cuộc đời bạn. Vậy đó là những người nào? Xin mời các bạn hãy xem video này. Người bên cạnh bạn sẽ quyết định tương lai của bạn. Ở bên người nghiêm túc, bạn sẽ không thể lười biếng. Ở bên người tích cực, bạn không thể buồn bã. Ở cùng người thông minh, bạn không thể tầm thường. Ở cạnh người giỏi giang, bạn có thể đứng trên mọi con người. Và những người thực sự có thể ảnh hưởng đến bạn và thúc đẩy bạn thường là bốn người sau đây trong video này. Thứ nhất, đó là hình mẫu của cha mẹ bạn xác định mục tiêu của bạn. Đằng sau một đứa trẻ xuất sắc chính là một gia đình có phương pháp giáo dục thành công, và ngược lại, sau một đứa trẻ có vấn đề chính là một gia đình có phương pháp giáo dục thất bại. Cha mẹ chính là tấm gương học tập dễ dàng và gần gũi nhất với con cái. Vì vậy, phải có một kế hoạch khoa học, hướng dẫn chính xác và các biện pháp hợp lý cho việc giáo dục trẻ em, và cha mẹ nên làm gương. Tất cả các thói quen sống, cách làm, cách suy nghĩ, thế giới quan và giá trị của trẻ em đều mang bóng dáng của bạn, tức là bố mẹ. Bởi vì cách trẻ em quan trọng khi trẻ còn nhỏ là vô thức hoặc bắt chước có ý thức. Trong khuôn mẫu của cha mẹ có những tầm cao tiềm ẩn trong cuộc sống mà con cái có thể vươn tới. Tôi vô cùng xúc động trước tin này. Ở thị trấn Tân Nghị, Từ Châu, một gia đình đã nuôi dạy được 3 sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ. Người lớn nhất và người thứ 3 học tại Đại học Thanh Hoa, và người thứ 2 sau khi tốt nghiệp Đại học Vân Nam được gửi đến Đại học Birmingham để nghiên cứu thêm. Gia đình này nơi đã hung đúc nên những người con hào hoa của trời đất. Họ xuất thân là một gia đình nông dân vô cùng nghèo khó. Phần lớn tiền học phí của 3 anh em đều do bố mẹ vay mượn, sau đó kiếm tiền nuôi lợn để trả dần. Làm thế nào để một gia đình nghèo khó như vậy lại nuôi được 3 người con tài năng như vậy? Thì đó là một câu hỏi lớn. Nhiều phụ huynh ở cùng làng để kiếm sống qua ngày đã cho con bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền. Tuy nhiên bố mẹ của các em này thì nhất định quyết muốn đọc
đọc nhiều, học nhiều. Vì vậy mà họ cũng mua sách giới thiệu về 100 trường nổi tiếng trong nước. Khi có thời gian thì trò chuyện với con về các trường nổi tiếng để các em có thể hình dung chân thật và thảo luận về điều mà chúng mong muốn trong cuộc sống. Cha mẹ luôn khuyến khích con cái đọc nhiều hơn ngoài giờ học. Chỉ cần con muốn mua sách thì dù chỉ bao nhiêu tiền, cha mẹ cũng chưa bao giờ đắn đo. Mỗi khi trẻ đọc xong một cuốn sách, bố mẹ sẽ yêu cầu trẻ giới thiệu nội dung cuốn sách với các thành viên trong gia đình. Cả nhà sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui khi đọc sách. Đứa trẻ giống như một cây non nhỏ, được cha mẹ cho những chất dinh dưỡng gì, cuối cùng sẽ lớn lên thành cái cây như thế. Tài năng của một đứa trẻ phụ thuộc vào xương sống của cha mẹ, tầm nhìn của đứa trẻ phụ thuộc vào khuôn mẫu của cha mẹ. Có một cặp bố mẹ tuyệt vời là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Người bạn thứ hai đó là bạn học của bạn xác định kiến thức của bạn. Một cảnh trong một buổi học ở trường dạy nghề, giáo viên đang nói chuyện với chính mình trên bục giảng và học sinh ngủ gật dưới bục giảng. Một cảnh tượng khác được miêu tả từ thư viện của Đại học Thanh Hoa. Thư viện gần như đầy và mọi người đều tập trung vào việc học của mình mà không bị phân tâm. Điều thứ nhất cho thấy trong giờ học, lẽ ra phải bồi bổ cho bản thân học sinh là chọn cách ngủ ngon. Trường hợp thứ hai là trong giờ tan học, khi sinh viên nên đổ xô đến thư viện để tiếp tục làm giàu kiến thức cho bản thân. Đây là cách theo đuổi tinh thần khác nhau mà bạn thể hiện khi vào các trường đại học khác nhau và gặp gỡ các bạn học khác nhau. Nếu những người xung quanh bạn khát khao kiến thức, họ cũng sẽ thúc đẩy và truyền cảm hứng đến bạn học hỏi thêm kiến thức để làm giàu cho bản thân. Nếu những người xung quanh bạn thờ ơ ngủ gật cả ngày, họ cũng sẽ kéo bạn xuống vực sâu của cuộc đời. Vòng tròn chất lượng cao đương nhiên có lợi hơn cho việc cải thiện khả năng của một người và tăng trưởng kiến thức. Trong môi trường có không khí học tập sôi nổi, nếu ban đầu không thích học, bạn cũng có thể từ từ cầm sách lên vì mọi người xung quanh đều làm. Nhưng nếu bước vào một môi trường không chú trọng đến việc học, ngay cả khi ban đầu bạn rất thích học, bạn có thể sẽ bị lạc lối. Trong một môi trường mà mọi người đều làm việc chăm chỉ và có không khí học hỏi, bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu nội tâm và làm giàu thêm kiến thức của mình. Người bạn thứ ba xung quanh bạn đó là vòng kết nối bạn bè của bạn là cuộc sống thật của bạn. Huyền thoại về danh nhân Quách Trường, Quách Tường, vòng tay bạn bè thực sự là thế giới của cuộc đời bạn. Vòng kết nối bạn bè của bạn thể hiện mức độ thẩm mỹ và cuộc sống của bạn. Vòng tròn của bạn bè là tấm gương phản chiếu cuộc sống của bạn. Bạn đang ở trong vòng tròn nào sẽ quyết định bạn sẽ có cuộc sống như thế nào. Ví dụ như trong phim My Fair Lady, Hepburn và Eliza, một cô gái bắn hoa xuất thân từ gia đình nghèo khó, sống dưới đáy của xã hội, suốt ngày phải vật lộn để kiếm sống. Xung quanh cô là những người nhỏ bé đang đối mặt với cuộc sống và hành vi của họ rất thô bạo. Dưới tác động của ngoại cảnh, Eliza tuy có vẻ ngoại hình xinh đẹp nhưng là ăn mặc rẻ tiền và nói những ngôn từ thô tục, cả người trong cũng không có gì nổi bật. Tình cờ Eliza gặp được Hicking, một giáo sư ngôn ngữ học trung lưu và cuộc đời cô đã thay đổi kể từ đó. Cô tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, những người dịu dàng và lịch sự, một thế giới khác biệt với những người cô từng tiếp xúc ở tầng dưới. Dưới sự tác động của những người này, Eliza bắt đầu nhận ra cuộc sống trước đây không như ý muốn, nên cô đã cố gắng thay đổi phương ngữ, ăn nói lịch sự, ăn mặc chỉnh tề. Từ một cô gái bán hoa bên đường, cô đã trở thành một bà chủ sang trọng và quý phái. Có một đoạn văn nói rất hay như thế này: bên cạnh những người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Bên cạnh những người tích cực, bạn sẽ không bao giờ thấy chán nản. Hãy bước đi với những người khôn ngoan và bạn sẽ trở nên phi thường. Bạn có thể lên đến đỉnh cao khi ở trong công ty của những người tuyệt vời. Con người là động vật duy nhất có thể nhận được tín hiệu. Ở bên trong, người cấp cao sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục phát triển và trở nên vĩ đại. Vòng tròn cấp thấp sẽ tiếp tục tiêu thụ bạn và làm hãm cho bạn cho đến khi bạn không còn tinh thần chiến đấu. Người bạn thứ tư ở bên cạnh bạn đó là đồng nghiệp của bạn, đại diện cho đỉnh cao của sự nghiệp của bạn. Điều đó có nghĩa là theo nhà văn Lý Nguyệt Lượng nói về kinh nghiệm làm việc của chị gái của Lý Nguyệt Lượng đã tìm được một công việc tốt với mức thu nhập khá và công việc tương đối nhàn hạ. Nhưng điều khiến chị tôi trăn trở nhất là chính là sự lòng quyền và mưu mô giữa các đồng nghiệp trong công ty. Chị gái tôi nói rằng sau khi hoàn thành công việc hiện tại, cô ấy có thể đọc sách chuyên môn, thi lấy một vài chứng chỉ và học thêm một số kỹ năng khác. Vì vậy cô ấy có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng sự cố gắng của cô đã trở thành một cái ghê trong mắt của đồng nghiệp.
Đồng nghiệp đánh giá cô họ không thể quen với cách cô là ái làm việc một mình. Họ phải kéo cô ái xuống với mình. Ngoài ra, chúng sẽ kết thành băng nhóm và hình thành nhiều nhóm nhỏ có mối quan hệ phức tạp. Muốn ở một mình, không giúp đỡ thì mọi người sẽ loại trừ bạn cùng nhau. Mỗi ngày đều bị đồng nghiệp vắt kiệt sức lực. Cuối cùng, chị ghế của Lý Nguyệt Lượng kiên quyết từ chức. Một đơn vị công tác giống như một chậu hoa. Chậu hoa nhỏ chỉ có thể trồng hoa cỏ nhỏ. Chậu hoa lớn có thể trồng cây cao chót vót. Đồng nghiệp của bạn và nền tảng bạn đang đứng ảnh hưởng rất nhiều đến tầm cao sự nghiệp của bạn. Tránh xa thế giới công việc đầy khói bụi, đủ năng lực, bạn sẽ đến với những nơi hấp dẫn hơn. Đây là những bước đầu tiên trên con đường lên dốc sự nghiệp của bạn. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.